sau vừa vừa mới thì em bắt đầu em đánh đánh từ tim này ạ, lấy đến cái cây à, dẫn máu này, dẫn máu lên tâm, lên dần, lên từ cây to xong lên cây nhỏ, tăng lên dần đầu, xong đẩy lên cây nhỏ, đẩy đẩy máu lên, đẩy máu từ tim từ lưng lên. Thế thì cái mặt nó sưng lắm, nó cứ phùng đầy những cái lung tung đầy nhiều lắm. Thế bảo ôi, xong bà bảo chỗ nào tao cũng đau. Thế nhưng mà khi em làm xong thì đến hôm sau em hỏi thì cô bảo là ôi đỡ được nhiều lắm, đỡ được nhiều, nhẹ, sáng ngủ dậy là nhẹ hơn rất nhiều các buổi sáng khác. Thế là mỗi buổi sáng cô dậy cô phải ngồi đến, cô bảo phải ngồi 10 đến 15 phút chỉ để xoa mặt, vỗ đầu và kéo trán ra, rất là. Thế nhưng mà đến khi làm được 1-2 lần thì cô bảo sáng dậy nhẹ nhàng. Thì em chỉ có nó học được, mới học được như thế thôi. Đâu, đúng rồi.